Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngày ạc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán ạc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Ê nha! Của mình sẽ là thịt Ngộ Không trả thù. Này thì đồ đệ này, Ngộ Không này. Kéo nát này, máu này. Ui, sốc đam rồi. Ui, trời đất ơi. Các bạn nhìn thấy qua sốc đam chưa? Zina, một cái tên không còn quá xa lạ với tất cả các bạn nữa rồi. Nhưng mà cái tên này đang dần bị phai nhòa, đang dần bị vắng bóng hoàn toàn trong những trận đấu danh. Bởi vì lý do là gì vậy? Các bạn nhớ để lại comment bên dưới nha. Còn bây giờ cho mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn và chúc cho mọi người có những phút giây thật là vui vẻ khi mà xem clip của mình. Hiện tại thì mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của sư thầy Zina trong cái phiên bản Vương quốc rồng này để tìm hiểu xem Zina leo danh có còn được bá đạo hay không. Trong cái phiên bản Vương quốc rồng này chúng ta cũng đã có lần cập nhật bổ sung lần thứ nhất thì vị tướng Zina không nằm trong danh sách tăng giảm sức mạnh tướng nha. Hello Ngộ Không, xin chào đồ đệ. À đồ đệ đi đâu ấy, lên bản điểm số đi. Hóa ra là trận đấu này Ngộ Không phản mình các bạn ạ. Bởi vì sao, Zina là sư thầy rồi, là đường tăng rồi. Mà gặp ngay đồ đệ Ngộ Không lại chơi cho đội bên kia nữa thì đúng là mình sẽ tiêu diệt hết, thêm cả Omen này. Omen ơi, Omen cũng bốc hơi, tức là mình có được mạng hỗ trợ nha. Hiện tại thì thời điểm đầu game mình sẽ cố gắng làm sao tập trung farm và lên thật là nhiều đồ. Khi mà Zina không hề có sự thay đổi sức mạnh, nhưng mà trang bị của Zina mình thấy cũng chả có gì thay đổi luôn các bạn ạ. Trang bị đầu tiên thì mình sẽ áp dụng đó là trang bị giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là mặt nạ Berit, rồi đến vương miện Amex, triệu ốn mang, quả cầu bất tử và trang bị cuối cùng sẽ là quyền trượng. Đây là về build đồ. Như các bạn cũng quan sát qua build đồ này thì mình có khả năng cấu rỉa, thiêu đốt đến từ mặt nạ Berit này, gây thêm lượng sát thương phép tăng thêm mình công phép đến từ viên miện Amex này, rồi triệu ốn mang để khắc chế các vị tướng quá trâu bò khi mà lên kháng phép này, rồi đến quả cầu bất tử để chúng ta kích quạt chiều cuối để có thể là thoải mái không chịu sát thương trong giao tranh chẳng hạn. Bây giờ đi đâu, cho mình xin một mạng nữa. Tèo nát ơi, tèo nát bốc cười, đơn giản quá các bạn ơi. Giết làm sao được mình, ui ôi, giết làm sao được lêu lêu. Mình quá trâu để team địch có thể giết nổi. Đấy, không thể ai giết nổi, không có ai giết nổi mình nha. À và tiếp tục không thể thiếu được dành cho Zina đó là trang bị quyền trượng. Bởi vì khi mà kích hoạt chiều cuối, Zina sẽ có thể hấp thụ và sẽ có thể hồi được rất là nhiều lượng máu khi mà chúng ta lên được cái quyền trượng hút máu phép. Đấy là về công dụng của từng trang bị khi mà mình lên được build đồ. Tiếp tục là điều thuyền chết này. Ngoài ra mình xử lý nốt cân đội. Double kill, đơn giản chưa? Easy. Kích quạt chiêu cuối lên mình rất trâu nha. Và có thể cân 2, cân 3, đấy là chuyện hết sức bình thường. Đấy là lý do tại vì sao mình nói Zina là vị tướng có thể châm ngòi giao tranh và mở combat cực kỳ mạnh. Đặc biệt là hiện tại trong cái phiên bản này chúng ta cũng đã chào đón đó là một cái phép bổ trợ hoàn toàn mới. Đó là phép bổ trợ suy nhược. Khi mà chúng ta đã loại bỏ cấm trụ rồi thì thêm vào đó là set phép bổ trợ mới. Mình cảm thấy phép bổ trợ này nó rất phù hợp dành cho Zina nha. Bởi vì sao, công dụng của suy nhược khi mà các bạn kích hoạt chiêu cuối Zina, kích hoạt thêm cái bổ trợ suy nhược nữa thì sẽ giảm 20% sát thương của cả địch lân cận gây ra, đồng thời tăng 20% miễn thương cho bản thân trong 4 giây. Đây là cái công dụng của phép bổ trợ suy nhược, giúp cho tất cả các bạn trâu hơn khi mà các bạn kích hoạt chiêu cuối. Đấy, khi mà kích hoạt chiêu cuối đã trâu, nay lại càng trâu hơn nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển dần lên, bởi vì mình có chiêu cuối rồi. Chỉ cần tiếp cận giao tranh và sau đó chúng ta kích quạt chiêu cuối lao vào tiêu diệt mục tiêu chủ lực, teo nát bốc hơi. Đấy, cho mình xin mạng điều thuyền bốc hơi double kill. Mỗi lần đi gank là đều có đôi mạng các bạn ạ. Và cho đến thời điểm hiện tại là mình được 6 mạng được rồi. Đấy, 6 mạng rồi nhá.
Combo của Zina vô cùng đơn giản. Nếu như các bạn muốn sô vào ra tranh thì trước tiên là... Ui ồ, cái gì vậy? Richter có giết được cái mình đâu. Mình lại hồi được rất nhiều máu đây này. Trước khi lao vào giao tranh thì các bạn kích quạt chiêu cuối. Sau khi lao vào giao tranh kích quạt chiêu 2 và sử dụng chiêu 1 nhé. Đấy. Và nếu như có quả cầu bất tử thì các bạn có thể ấn quả cầu bất tử ở giữa giao tranh để các bạn có thể không bị chịu sát thương. Hello điều tiền. Đã thế thì đại khai sát giới, kích quạt chiêu cuối lên mà thịt tôi chứ chạy đâu còn sâu. Chạy đâu, đánh thường có mạng ngay. Quay đi quay lại mình được 7 mạng rồi. Và thật sự trận đấu này mình không cần phải được bảo kê làm gì, không mong muốn được bảo kê, bởi vì mình quá trâu. Ngộ không mất nét thật, dám gõ đường tăng, dám gõ sư phụ. Này thì ngộ không này. Kích hoạt cái suy nhược lên, các bạn sẽ có được một cái vòng tròn màu đen. Đấy, đấy là phạm vi ảnh hưởng của cái phép bổ trợ suy nhược nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển dần lên, mặc dù bản thân của mình còn xíu máu. Nhưng mà với chiêu cuối trong tay thì mình rất cứng cáp. Chỉ cần kích hoạt chiêu cuối lên và chúng ta áp sát teo nát thôi. Dí và teo nát bốc cười. Hên ghê khi mà mình còn một máu mà mình không chết được các bạn ạ. Thôi mình về đây. Trong trận đấu này thì mình cứ nghĩ như đang là một bộ phim Tây Du Ký vậy. Bởi vì có sư phụ Đường Tăng là Zina, có đồ đệ Ngộ Không ở team địch. Ngoài ra có Bát Giới nha. Bát Giới là ai thì mình sẽ phân tích cho mọi người. Nếu như bản gốc của Liên Quân là Vương Giả Vinh Diệu thì chúng ta có thể nói bản gốc của Ata là Bát Giới trong tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Đấy, thế nên là suy ra Ata trong Liên Quân được coi là Bát Giới chứ không phải là Grack đâu. Nhiều bạn thì cứ nghĩ là Grack nhưng mình nghĩ là Ata phù hợp hơn với cái vai trò là Bát Giới. Ok, thế nên là trận đấu này là thầy trò Đường Tăng là đối đầu với nhau tương tàn rồi các bạn ạ. Được cái là đúng là sư phụ mình là được 8 mạng rồi, còn đồ đệ Ngộ Không là mới có 3 mạng thôi. Thịt nốt Omen không cho về này. Đấy, Omen bốc hơi. Ngộ Không cứ léng phéng là mình sẽ niệm câu thần chú ngay. Và niệm thần chú là Ngộ Không buông gậy như ý làm sao mà đánh nổi. Mình cứ gáy vậy thôi chứ biết đâu được cuối game Ngộ Không nó lết game nó đập mình hai gậy thì sao. Thế nên là nhiệm vụ quan trọng nhất là chúng ta sẽ cần phải cố gắng ép trụ nhá. Bây giờ là cố gắng làm sao ép được cái trụ đường giữa đây này. Hiện tại thì mình có chiêu cuối rồi, vậy nên là mình sẽ mở ra tranh luôn. Băng trụ chơi điêu tiền trước đã. Đấy, ui rồi, Ata làm cái gì đấy? Đổ với trả đệ, bóp dã man ạ. Ui ui, gặp thêm cả Ngộ Không mất nét đây ạ. Nó gõ sư phụ của nó không trượt phát nào các bạn ạ. Gõ phát nào ra phát đấy. Mình thấy là Ngộ Không kiểu như là cay cú mình, thế nên là nó chấm dứt được mình rồi. Nhưng mà quả thật vừa xong là bị đồng đội mình bóp dã man. Đã băng trụ rồi thì chớ, bị trụ bắn rồi thì chớ. Ata lại chặn ngay quả chiêu cuối là mình không chạy được. Mình phải kích hoạt cái quả cầu bất tử sớm. Dẫn tới một điều là Ngộ Không nó lao ra, nó chỉ việc gõ mình thôi khi mà mình chả còn cái gì để mình bảo vệ bản thân. Đấy, toàn bóp nhau thôi. Tính ra thay vì mang cái phép bổ trợ suy nhược thì các bạn có thể mang phép bổ trợ tốc biến đi để có thể thực hiện combo chiêu cuối tốc biến vô cùng ảo diệu dành cho Zina. Đây là combo cũng rất là hủy diệt nha. Bây giờ thì mình sẽ hỗ trợ cho Malok này. Lao ra kích quạt chiêu cuối thôi. Và nhìn đây, máu tụt không phanh. Mình xin một mạng của Điêu Thuyền. Đấy. Mỗi tuần là mạng teo nát thì vừa xong Malok thịt rồi. Được cái chiêu cuối các bạn nhìn thấy hồi rất nhanh đúng không? Mười mấy giây nữa thôi là mình lại được sử dụng chiêu cuối thêm một lần nữa. Thường thường để ban mạng được tốt đấy, kích quạt chiêu cuối lao vào giao tranh và căn đối phương một xíu mà các bạn kích quạt chiêu 2. Bởi vì chiêu 2 nó sẽ gây sát thương rất lớn nha. Bây giờ là team địch mất 4 người rồi và sẽ là cơ hội để mình có thể lấy được cái trụ đứng giữa. Chỉ mong muốn được một mạng nữa tôi cho tròn 10 mạng thôi cũng được. Richter nó trâu quá các bạn ạ. Zina là đánh về late game mà. Càng late game càng mạnh nhá. Bởi vì lúc đấy các bạn có đầy đủ đồ rồi. Mở giao tranh thì cực kỳ đã. À, các bạn đang xem clip của mình, hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình bằng cách cho mình xin một nút like và ngoài ra để lại cho mình xin một bình luận. Bạn nào chưa ấn đăng ký kênh cho mình xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào Richter đừng có dí mình. Mục tiêu của mình sẽ là thịt Ngộ Không trả thù. Này thì đồ đệ này Ngộ Không này. Dám chơi sư phụ hả? Ok, vừa sau thì mình cũng đã trả thù thành công rồi.
Mỗi lần ăn mạng mà được 200 vàng thì ngọt sớt các bạn ạ. Bởi vì 200 vàng sẽ giúp cho chúng ta lên được nhiều đồ hơn, mình sắp full đồ đến nơi rồi. Ép cái trụ đường giữa thôi. Vẫn là cơ chế cực kỳ khó chịu, lấy xong trụ đường giữa lính bị làm chậm đi 80%. Sát thương phép của mình bây giờ rất lớn nha, căn bản mình xanh rồi. Quăng cái chiêu 1 vào thôi cũng đủ thốn. Chiêu 1 để mà tạo được ra nhiều sát thương và tối ưu được hơn thì các bạn nên kích quạt. Trong khi đối phương đang đứng cạnh nhau thì chiêu 1 nó sẽ nảy từ người này sang người khác. Cái gì vậy Ngộ Không? Tưởng Ngộ Không đang vào chén mình cơ. Hơi khó trong cái công việc ép trụ đây này. Cần tìm địch lên cao. Và sau đó mình sẽ lao vào đây rồi. Bắt Teo Nát là mục tiêu. Teo Nát ơi, Teo Nát chết nha, 200 vàng. Cho mình xin một vài mạng đi, 12 mạng rồi. Và mạng thứ 13 cái nào? Ui ôi, 13 mạng, double kill. Ăn mạng đơn giản quá. Ai nói Zina không mạnh? Ai nói Zina phế? Ai đang bỏ quên Zina? Thì các bạn hãy nhìn đấy và có thể vác vị tướng này leo danh trở lại nhá. Đừng có lãng quên một vị tướng rất là mạnh. Nó cực kỳ phí phạm đấy. Bởi vì trong cái mùa này Zina mình cảm thấy leo danh rất là tốt. Khi mà mình đang trải nghiệm cận cảnh cho người xem qua sức mạnh thật sự đầy. Mặc dù là không có sự thay đổi sức mạnh đâu. Bây giờ ép được cái trụ này nhá. Chúng ta cứ lấy... Ui, Ngộ Không vào đây. Giỏi vào đây. Đấy, Ngộ Không nhìn lại chạy mất dép rồi. Mình niệm cho câu thần chú rồi bỏ chạy luôn. Murat lấy được đường lý siêu cấp đầu tiên rồi. Bây giờ mình cùng với Hayate sẽ cố gắng lấy đường lý siêu cấp thứ hai ở khu vực đường giữa. Cố lên Hayate. Hay quá, hai đường lý siêu cấp rồi. Thích thì chơi, có chiêu cuối đây. Omen khóa mình làm cái gì? Bạn ơi, bạn này lên bản điểm số rồi. Chả hiểu sao lại khóa mình trong khi mình đang có chiêu cuối. Để mà khắc chế được Zina thì vô cùng đơn giản. Trước tiên nhìn thấy Zina đang bật chiêu cuối thì các bạn đừng đánh nhau, các bạn chạy đi. Đợi cho Zina hết chiêu cuối thì các bạn lao và các bạn đánh nhá. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai thì các bạn cần phải lên sách chiều để có thể khắc chế được. Bởi vì Zina ấy hút máu cực kỳ nhiều. Không lên sách chiều là sai lầm, nhìn cao nát này. Máu này, ui sốc đam rồi. Trời đất ơi, các bạn nhìn thấy qua sốc đam chưa? Khi mà mình giận chiêu ai vào phát mất tầm nửa cây máu luôn. Máu tụt thì nhìn rất đã. Thôi nào có giết được mình đâu Richter. Đấy, bạn có giết nổi mình không là điều quan trọng. Trời đất ơi, gọi thêm người ra đây. À, gọi thêm điều tuyển à. Càng đông càng vui. Đầu đội của mình tới, mình có quả cầu bất tử. Giết làm sao được. Bây giờ quay ngược lại thịt điều tuyển nhá. Điều tuyển là của mình. Mình xin ơ. Mỗi tôi cái mạng đấy là Ata mất rồi. Tôi dù sao bây giờ mình được 15 mạng các bạn ạ. Ăn mạng nhiều quá và không để ý tới. Không ngờ mình ăn được 15 mạng rồi cơ. Hách mạng quá nhiều. Bây giờ team địch chỉ còn một đường lý siêu cấp cuối cùng nữa thôi. Team mình chỉ cần ép nốt là xong. Giờ đẩy lính cao không được đứng trên lên nha. Để chúng ta ép đường lý siêu cấp cuối cùng. Lao vào giao tranh thì cứ kết hợp combo chiêu cuối. Rồi lao vào giao tranh kích hoạt suy nhược kèm theo chiêu 2 rồi chiêu 1 cho mình. Cứ có kỹ năng nào sáng lên bật lên cho mình. Như vậy thì các bạn sẽ rất trâu, các bạn sẽ rất là cứng cáp. Và ngoài ra các bạn có thể càn quét được giao tranh. Tính ra trận đấu này mình chả sợ ai các bạn ạ. Bởi vì khi mà mình đã ăn được 15 mạng này rồi, chỉ có team địch sợ mình thôi chứ còn. Tần này mình sẽ hổ báo băng trụ nhá. Một mình sư phụ cân nét luôn. Úi ôi, châu á man không chết nổi này. Máu này, tụt này. Có tụt, ôi à, cái gì vậy? Mình lại nhớ đến một câu các bạn ạ. Châu thì đánh lâu cũng chết và vừa xong thì mình tanh trụ khá nhiều. Mình tanh được rất nhiều phát của trụ bắn nhá. Thay vì trụ bắn lên đồng đội của mình thì trụ bắn vào mình rất nhiều và dẫn tới một điều là mình hy sinh rồi. Thôi bây giờ công việc còn lại nhường cho đồng đội để kết thúc trận đấu thôi. Chắc chắn một điều đồng đội sẽ không làm cho mình thất vọng đâu. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye. Đây là sức mạnh của Zina. Hy vọng rằng các bạn có thể vác vị tướng này leo danh một cách hiệu quả. Bye bye mọi người.